giờ thì chúng ta cũng đến với nhảy trực tiếp tại cung điện thể thao Phú Thọ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi lượt trận trong giải bóng đá. Đúng rồi, chào mừng 20 năm thành lập BM AOC. Đây sẽ là cuộc so tài của các thủ liên quân MV vùng Hồ Chí Minh 1 và các thủ liên quân MV vùng Hồ Chí Minh 2. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng chờ đợi tiếng gọi của so tài. Như vậy, thi đấu thứ nhất của hai đội cũng chính thức được bắt đầu. Đúng rồi, Kim Tính 79 Hải Thạch và thủ mang thứ ba đó là vị trí của Quốc Lộc. Đây sẽ là những cái tên có mặt ở trong mùa giải năm nay. Đã có tiếng còi cất lên, vậy như sẽ là đá phạt dành cho các thủ của BM vùng Hồ Chí Minh 1. Bên phía BM vùng Hồ Chí Minh 1 họ có thể tận dụng thành công với pha đá phạt từ khá sớm này. Và tất điểm của Thành Phát khá lộn xộn và bàn thắng đầu tiên dành cho mùa giải năm nay của BM vùng Hồ Chí Minh 1 nó đến từ Cá Sơn. Chưa đến 5 phút thì đã có bàn thắng ở cho sân cầu này. Từ một bàn thắng, từ một tình huống đá phạt thì các cầu thủ bên phía BM vùng Hồ Chí Minh 1 họ đã làm được chuyện. Thủ thành của cao thủ áo cam không thể hối khó khi mà chỉ có một Vinh Anh ở phía trên và quá nhiều những cầu thủ chạm bóng đến đây và làm bàn dành cho thủ Hồ Chí Minh. Tỷ số lúc này đã được cân bằng là 1-0. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng cũng có bàn thắng cho các thủ của vùng Hồ Chí Minh 2. Đường chuyền trước đó là khá tốt và tình huống đánh gót của số 5 cũng đầy tinh tế để cho cầu thủ số 15 băng vào điểm. Áo sát khá nhanh. Có gói đường chuyền vào khá lộn xộn. Bóng đã được phá ngay là trước khi mà cầu thủ áo trắng họ kịp áp sát. Họ muốn có được thêm những bàn thắng. Cú tấn công thì bóng ba đánh hố dành cho Vũ Trung Gái và Trần Ca Cẳng. Thủ thành của cầu thủ áo trắng đã phải đổ người để cản phá pha bóng này. Tình huống bật trái hủy thua bóng dành cho Hồ Chí Minh 1. Quả được cưới coi. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 dành cho vùng Hồ Chí Minh 1. Xin lỗi, đó là tỷ số được nâng lên thành 2-1. Vẫn là sự chủ động của cao thủ vùng Hồ Chí Minh 1 khi mà họ đã luôn là những người đã vượt lên. Sau đó thì pha của vùng Hồ Chí Minh 2 chủ động đưa bóng trở lại cuộc chơi ngay. Thành Phát giải bóng trước em không thành công, vẫn còn cú khá lộn xộn. Đá ra và có vẻ những tiếng còi cất lên. Tại cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra với pha bóng này. Và có vẻ như Hữu Cường là người đang đứng trước bóng và chuẩn bị cho tình huống đá phạt này. Và trận của Hữu Cường là bóng đã đi ra ngoài, khá đáng tiếc. Với một cơ hội ngon ăn như vừa rồi thì Hữu Cường cũng không thể tận dụng thành công. Và chuẩn bị cho tình huống đá phạt này. Và trận khá căng và bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ của vùng Hồ Chí Minh 1. Ở trong những phút cuối thì họ đã vươn lên với cách biệt là 2 bàn. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp thi đấu nhất. Tỷ số lúc này tạm thời là 3-1 dành cho vùng Hồ Chí Minh 1. Một pha trận quá căng và khiến cho thủ thành bên phía vùng Hồ Chí Minh 2 không thể cản phá. Và quý vị khán giả đến chúng tôi sẽ bóng khá khó chịu. Và có vẻ trọng tài đã công nhận bàn thắng và tỷ số tiếp tục được dâng cao. Chúng ta hãy cùng xem điều gì đã xảy ra. Có vẻ như là một tình huống phát bóng lên từ thủ thành và khiến cho thủ thành của Hồ Chí Minh này không thể cản phá khi mà đã có tiền hướng hơi dâng cao, không kịp lùi về. Đội cột khá tốt, đội trên tình huống 2-2. Bây giờ là 3-3, không vào. Đại Luân là người đã thực hiện tình huống dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Và anh cũng đem về một tình huống đá phạt góc dành cho Hồ Chí Minh 1 khá lớn về phía ngoài của đối phương. Bật bóng sống ngay và bàn thắng tiếp theo. Tỷ số tiếp tục được gia tăng dành cho Hồ Chí Minh 1. Có vẻ như đó là cú đúp của cầu thủ số 9, vị trí của Thành Phát. 5 bàn thắng và có đến 3 bàn thắng thành công ở những tình huống đá phạt.
vẫn là tình huống ở tôn thôi bóng dành cho Hồ Chí Minh hay. Đường trên có khoảng trống rồi, tỷ số được rút ngắn thành 2-5. Trong nhiều những nỗ lực thì cuối cùng các thủ của Hồ Chí Minh hay cũng đã có bàn thắng để bước tới hồi kết. Lần này là pha làm bàn của cầu thủ áo số 10. Trả bóng tới, dù tay đã phải bật ra, vẫn còn tình huống lộn xộn. Bóng tiến đây, pha chân đường bóng đi quá cao. Một pha chân của Thanh Phát. Chỉ bóng ném biển là cái phải dành cho Hồ Chí Minh Anh. Một tình huống khá nguy hiểm đã vượt qua được Vũ Thành. Tiếng còi cất lên. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Thành Phát là người đã đứng trước bóng. Cầu thủ áo số 9. Nếu anh có thể tập thành công, cầu thủ đáng chú ý Vũ Đức. Nếu thành công thì anh sẽ có một hat-trick. Có thể vươn lên trong trận công này. Thành Phát và Trần khá căng. Tỷ số được dẫn cao lên thành 6-2 dành cho thủ của Hồ Chí Minh 1. Một pha bóng thủ thành của đối phương. Đến lúc này thì trọng tài cũng vừa gọi để kết thúc trận cầu vừa của Hồ Chí Minh 1 và Hồ Chí Minh 2. Các thủ Hồ Chí Minh 1 đã có chiến thắng 6-2 trước đối phương của mình và điền tên mình vào chơi trận cầu chung kết. Chúc mừng các thủ của Hồ Chí Minh 1 và các thủ của Hồ Chí Minh 2 sẽ thi đấu trận cầu tranh 3-4 ở sân số 2. Và quý vị khán giả thân mến, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phút với trận cầu tranh 3-4.